20 tháng 10 này, có quà gì chưa? Anh nhớ mà em thích quà gì? Tôi thích quà gì mà có cánh á. Trời, cánh nữa hả? Anh sắp xếp được. Để anh dẫn em tới gặp thằng rể của anh. Đây đây. Ê, Lại đây. Cà hỏi chút xíu kìa. Đi, lại đây. Nhanh lên đi. Trời ơi, phiền quá, người ta đang cua gái. Trời mà. Ơi, con rể của cà đang muốn. Muốn cái gì nói lẹ lên đi, em có nội thiệt tình nè. 20 tháng 10 này nó muốn quà gì có cánh kìa. Muốn có cánh đi bài chứ gì dễ mà. Muốn bài thì cần gì có cánh, đấm một cái là cũng đủ rồi mà. Mày ác vậy thôi, cái thằng khí độc kia. Ê nè, có chuyện gì nói cho tôi nghe, tôi giải quyết cho. Ôi, nếu như đang đau đầu về vấn đề quà cáp 20 tháng 10, cứ nói cho tôi biết. Ông chỉ cần bỏ ra một số tiền là có cánh liền ấy mà. Trong địa bàn truyền thuyết phong bạo này cũng có chỗ bán cánh nữa hả? Nói về cánh thì ở trên 568 lầy bán đầy. Mày biết đâu. Ê má, bạn gái của ông nói là thích quà có cánh, tức là tặng mang vệ sinh đó. Vậy hả? Mua một lố cô tét là được rồi. Nói già rồi. Quá, wow, dạ thì xài đi, nè có cánh. Nè, để tôi nói cho ông nghe, nó vừa có cánh dày, cánh mỏng, cánh ngắn, cánh cục, đủ thể loại cánh cho ông bà gái ông ngựa luôn. Vậy mà tao cứ tưởng cái gì đó cao siêu. Bởi vì tôi nói ông không hiểu tâm lý phụ nữ mà. Tiền bạc nhà cửa không quan trọng bằng băng vệ sinh. Mua một lố về tặng quà 20 tháng 10 đi ha.